thời từ nhỏ đến lớn thì các bạn học, làm và chơi. Có những việc thì mình được phụ ba mẹ làm, có những lúc thì mình đi chơi và có những lúc mình phải học. Vậy có ba cái mảng học, làm, chơi đó, thì cái gì nó tạo cho chúng ta tò mò? Cái gì nó làm cho chúng ta thích khám phá? Cái gì làm cho chúng ta thích tìm hiểu? Cái tò mò, khám phá, tìm hiểu đó nó vận hành, làm cho chúng ta vận hành, và khi chúng ta khám phá nó, chúng ta hiểu nó thì chúng ta thích. Càng ngày cái sở thích này nó càng tăng, và nó có xu hướng lặp lại. Cái khám phá này nó có xu hướng lặp lại, nó khám phá món đó, thậm chí nó khám phá những cái thứ khó hơn nữa. Thì khi những cái tò mò, tìm hiểu, khám phá này mang tính lặp lại đủ lâu thì cái thích này nó cứ lớn dần lên, và nó trở thành những khát khao, những trăn trở, những cái sự trăn trở ở bên trong. Và những cái người nào trong quá trình học, làm, chơi, tò mò, tìm hiểu này này mà lại có được những trải nghiệm lớn, có những cái chuyến đi rất xa, có những lần được chui vào trong những cái phòng máy móc mà để khám phá đủ thứ máy móc. Ở đây chúng ta kể một câu chuyện, ví dụ như là Bill Gates năm 16 tuổi hay là 15 tuổi, còn nhỏ, học sinh cấp 3, thì trường của Bill Gates mua về một cái phòng máy có 10 cái máy trắng đen, máy tính thời gian đó. Và các bạn biết điều gì xảy ra không? Bill Gates ở trong phòng máy đó một tuần không về nhà, ăn bánh mì đen chấm nước lã, không có tiền, không xin bố mẹ, thì còn bao nhiêu tiền trong túi, mua bánh mì đen chấm nước lã ở đúng một tuần rồi mới về. Chỉ để làm sao để tò mò, vọc, tìm hiểu cái đống máy mới mua về thôi. Sau một tuần đó thì mấy ông thầy ở trong trường thấy Bill Gates thích cái món đó quá, đam mê với cái máy tính này quá, thì mới quyết định là cho Bill Gates làm quản lý phòng máy. Nó đam mê, nó cho nó quản lý phòng máy thì nó làm không biết mệt. Nó làm từ sáng đến đêm, nó chả bao giờ nó mệt cả. Thậm chí cho nó ngủ lại, nó hoan hỉ ngủ luôn. Còn mấy đứa không đam mê là hết giờ nó khóa cửa đi về. Đó. Thì rõ ràng là giai đoạn cách đây lâu như vậy mà một cái đứa trẻ được một cái trải nghiệm với toàn bộ 10 cái máy móc mới cứng như vậy là một trải nghiệm lớn. Và cậu này cậu trải nghiệm luôn một tuần. Vậy đây nó là đam mê. Đây cũng là đam mê của Bill Gates. Nó cũng có một sức hút kỳ lạ, quên trời đất không về nhà. Nhưng nó cũng nhờ một trải nghiệm lớn. Trường mà không mua máy về chưa chắc Bill Gates đã làm nghề máy tính. Nhờ cái trải nghiệm lớn đó. Nên đây là một trong những cái nguyên tắc mà các bạn muốn tìm ra đam mê buộc phải lang thang tìm trải nghiệm. Các bạn trong cuộc sống mà bị nhốt trong nhà như một con gà công nghiệp, sáng cắp ô đi làm, tối đi về nhà ngủ, sáng đi học, chiều đi học thêm, tối đi học thêm, rồi về nhà ngủ, rồi sáng mai lại đi học ở trường, xong tối lại đi học thêm, về nhà ngủ, thì rất khó tìm đam mê. Vì nó không có những cái trải nghiệm. Không có những cái trải nghiệm và nó cũng chẳng có trải nghiệm lớn. Thì nó rất khó mà để nó tò mò, để nó tìm hiểu một cái điều gì đó, để từ đó nó kích hoạt lên thành những cái sự khát khao, thành những cái niềm yêu thích lớn, không làm được. Nha. Rồi. Thì dạng số 3 cũng hiếm. Dạng số 3 cũng hiếm nha. Dạng 3 là một là may mắn và đúng hoàn cảnh trải nghiệm đó. Hai là ba mẹ phải tạo hoàn cảnh, tạo môi trường trải nghiệm cho con. Ba mẹ phải dắt con đi chỗ này, chỗ kia cho con trải nghiệm, cho con lăn vào trải nghiệm. Lưu ý, đi du lịch không phải là trải nghiệm. Lưu ý nha. Đi du lịch bụi mới là trải nghiệm. Còn đi du lịch theo đoàn, rồi chụp hình, rồi ở resort 3 sao, 5 sao thì không phải là chủ trải nghiệm. Đấy là trải nghiệm chụp ảnh và đăng Facebook. Còn trải nghiệm là phải lăn vào, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lăn vào. Y như Bill Gates trải nghiệm với 10 cái máy tính là phải lăn vào một tuần với nó. Chứ không phải đi ngang nhìn 10 cái máy tính xong lấy máy ảnh ra chụp. Tao ngày hôm nay vào phòng máy này oách nha, đăng Facebook rồi đi về gọi là tao đã trải nghiệm phòng máy. No, đấy chưa phải là trải nghiệm. Đấy là đi ngắm rồi đi về thôi. Trải nghiệm là phải trải, tức là phải lăn vào và phải nghiệm, phải suy nghĩ về nó, trăn trở về nó nha. Phải trăn trở suy nghĩ về nó.
rồi phải trải, tức là phải bước vào thực tế, lăn lộn với nó thì mới là trải nghiệm chứ. Đó. Thì những cái người nào mà này, ba mẹ biết tạo môi trường cho con trải nghiệm thì đứa con hầu như tìm được đam mê của mình và nó tìm được luôn sở trường của mình. Vì trong quá trình trải nghiệm nó sẽ phát hiện ra cái gì nó giỏi, cái gì nó yêu, cái gì nó đam mê, nhưng còn cái gì nó giỏi nữa. Rồi. Đến cái phần số 4 này. Phần số 4 là dễ làm hơn nhá. Phần số 3 khó làm hơn, phần số 4 dễ làm hơn. Phần số 2, phần số 1 gần như phụ huynh không làm được. Phần số 1 và phần số 2 là phụ huynh bó tay chấm con. Đặc biệt là phần số 1 là phụ huynh gần như không làm được. Phần số 1 là những vị thầy lớn làm được. Thành công nhỏ cộng với động viên, tức là các bạn làm một cái việc gì dù rất nhỏ mà được người ta ghi nhận, người ta động viên, thì mình có xu sướng, có xu hướng mình làm lại cái điều đấy. Vì mình vui, mình được ghi nhận, mình vui, mình sẽ lặp lại. Vậy cái thành công nhỏ cộng cái động viên này được lặp đi lặp lại, lâu dần cái thành công nó lớn dần lên. Từ cái việc nhỏ đó các bạn mở rộng dần ra thành cái việc nó lành nghề hơn, nó lớn hơn, thành công lớn. Mà cái gì được ghi nhận nhiều thì các bạn có xu hướng đam mê cái lĩnh vực đấy. Động viên khen ngợi ghi nhận nhiều, thấy mình có đóng góp có giá trị thì đam mê nó mới khởi sinh. Lưu ý nha, tức là nó phải đi qua cánh cửa của thành công, nhỏ hay lớn, nhưng nó phải mang tính lặp lại thì đam mê nó mới khởi sinh. Chúng ta để ý này, ngày xưa chúng ta học văn toán lý hóa sinh sử địa, hỏi môn gì mình đam mê mình đâu có biết đâu. Không biết đúng không? Nhưng một ngày đẹp trời các bạn gặp một ông thầy dạy toán tuyệt vời vô cùng luôn. Ông dạy toán bài gì cũng dễ hiểu hết. Sau đó ông ta khuyến khích mình làm. Ông đi ngang thấy mình làm sai, ông nói con phải thế này mới đúng này. Con làm như vậy là tốt rồi, nhưng thế này thì tuyệt vời này. Nếu mà con làm tuyệt vời là ngày mai thầy cộng điểm cho. Tức là ông biết cách động viên đúng lúc. Thế là mình về buổi tối hôm đó quyết định làm để ngày mai được cộng điểm. Được cộng điểm rồi ông lại tuyên dương trước lớp nữa. Rồi tuần sau cái phần động tuyên dương đó nó lại lặp lại. Các bạn được lặp lại 5-7 lần như vậy. Thì tự nhiên các bạn dành thời gian cho môn toán nhiều hơn, lặp lại cho nó nhiều hơn. Để rồi nửa năm sau các bạn trở thành học sinh giỏi toán nhất lớp. Rồi các bạn giỏi nhất trường. Thế là các bạn trở thành đam mê học toán. Đó là thế. Cái đam mê này nó có xu hướng đến từ bên ngoài, đến từ động viên và đến từ thành công. Thành công thì nó có một chút gì đó, nó tham danh ở trong đấy. Nha. Tức là những cái công việc dù rất nhỏ mà chúng ta làm việc với một sự nhiệt tình, với một cái sự trách nhiệm đủ lớn. Nhiệt tình này, nhiệt tình làm này, và trách nhiệm đủ sâu đủ lớn này thì nó trổ quả, là nó làm ra kết quả tốt. Vì kết quả tốt nên chúng ta được ghi nhận, được động viên. Và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nó tích lũy nghiệp. Và từ đó chúng ta dẫn đến thành công. Mà cái thành công này lặp đi lặp lại thì nó sinh ra đam mê. Vậy đây có một cái công thức của người Đức, đó là đam mê chính là nhiệt tình cộng với trách nhiệm. Hãy nhiệt tình và trách nhiệm từng việc nhỏ, rồi một ngày nào đó đam mê sẽ xuất hiện. Đấy, đây là lập luận của họ nha. Nhiệt tình trách nhiệm thì dẫn đến thành công, thành công thì được động viên, được ghi nhận, rồi lại nhiệt tình trách nhiệm dẫn đến thành công, cứ lặp lại mãi rồi nó cũng sinh ra đam mê đó. Ở đây tôi sẽ kể cho các bạn một số 3 này, tôi kể cho các bạn về một số cái ví dụ này. Ví dụ từ nãy là ví dụ về ông Bill Gates nhé. Bây giờ mình lấy một cái ví dụ về những cái trải nghiệm này. Bản thân tôi là một cái người hồi nhỏ sống ở ngoài Bắc, bên bờ sông Nhuệ, thì được bơi sông nước từ nhỏ, bên cạnh một cái vườn ươm cây rất là rộng.
cái vườn đó nó ươm cho cả cái Hà Nội, nên leo trèo từ nhỏ và sông nước từ nhỏ. Gia đình thì không có cái gì chơi ngoài sách. Bố tôi rất nhiều sách nên tôi được đọc sách từ bé. Vậy là những trải nghiệm của tôi có ba mảng thôi. Mảng thứ nhất là sông nước, mảng thứ hai là nghịch ngợm leo trèo, và mảng thứ ba là đọc sách. Nhưng với ba cái mảng đó thì khi lớn lên thì còn mỗi cái đọc sách nó trụ lại thôi. Những cái kia nó không làm cho mình cảm thấy hứng thú, không hút mình được. Nhưng sách nó còn hút. Sau đó đến năm 14 tuổi, tôi vào trong sông bé, tôi sống cùng với gia đình, vì cả gia đình rời vào. Có một cái xí nghiệp ở dưới đó thuộc công ty thuốc sát trùng, thì bố tôi là một trong những kỹ sư mà. Kỹ sư hóa thì ông rời vì đó, ông làm việc thì cả gia đình đi theo. Thì các bạn biết là ở sông bé ở Bình Dương nó cách Sài Gòn khoảng 30 cây. Thì mỗi chủ nhật là tôi thường đạp xe đạp từ sông bé, từ Bình Dương lên Sài Gòn chỉ để đọc sách. Đọc xong sách rồi đạp về. Không có tiền mua sách đâu các bạn. Nửa năm mới có tiền mua được một quyển sách. Còn đâu đạp xe đi đọc sách. Đi đọc sách chùa. Thấy tiệm sách nào chui vào đọc sách. Tiệm nào mới vừa mình đọc khoảng 2 tiếng rồi nó muốn đuổi mình đi, mình đi sang tiệm khác. Một ngày mình đi 3 tiệm sách là nó đâu có đuổi được. Nó đi lòng vòng vậy đó. Thì tôi lại thấy là về sông bé thì cũng có sông nước, cũng nghịch ngợm. Nhưng mà rõ ràng là cái thứ mà nó hút mình 30 cây mình vẫn đi không phải là sông nước, mà nó hút 30 cây vẫn đi là đọc sách. Chứ 30 cây đi thì ở sông bé đi 30 cây thì đầy sông nước. Còn thậm chí 2-3 cây số đã có sông nước rồi. Đã có đồi núi đầy rồi. Đó. Thì như vậy là cũng là những cái trải nghiệm. Nhưng mà cái gì nó làm cho mình khát khao, cái gì nó mang cái tính lặp lại, thì rõ ràng cái đọc sách nó hút mạnh hơn, nó khát khao, nó lặp lại mạnh hơn. Thì nó cũng là cái đam mê của mình. Mà trong những câu chuyện mà tôi đọc sách là sách lá cải tôi gần như không đọc. Tôi lựa những cái sách nào phải cảm thấy nó hay, phải có giá trị tôi mới đọc. Và đặc biệt sách Đông Phương Học là rất tò mò, đọc chẳng hiểu gì cả hồi bé nhưng vẫn cứ xem. Đó. Nó cứ lặp đi lặp lại về sách Đông Phương Học. Từ nhân tướng cho đến tử vi, rồi đến kinh dịch, rồi đủ thứ trò. Phong thủy rồi đạo Phật. Mình không hiểu. Đọc một mai cho đến đến năm nhất, năm hai đại học mà rất nhiều sách không hiểu vẫn mua về đọc. Đó. Như vậy nó kích thích cái tò mò, nó làm cho mình lặp lại và mình có khát khao tìm hiểu nó. Nó nằm ở chỗ này. Rồi. Đến khi bước vào cuộc đời và đến bây giờ thì cái thói quen đọc sách hay tôi vẫn còn giữ. Còn những thói quen kia thì nó mất dần đi. Như vậy là chúng ta mới ra từ hồi nhỏ đến lớn. Các bạn chỉ cần ra cuộc đời như vậy thôi là mình biết mình đam mê cái gì thôi. Nha, đó. Thực chất không phải tôi đam mê sách đâu. Nhìn sâu vô là mình đam mê kiến thức từ sách, chứ không phải đam mê sách. Sách nó chỉ là cái chứa kiến thức thôi. Vậy các bạn đam mê kiến thức gì? Phải đặt câu hỏi. Tức là sách đó có nội dung gì? Sách truyện ngôn tình có đọc 1.000 quyển cũng vứt sọt rác. Các bạn phải đọc sách gì? Tôi ngày xưa là rất thích đọc sách về Đông Phương Học. Và tôi là người học rất giỏi toán nên tôi mua sách toán rất nhiều. Đọc sách toán luyện trường chuyên lớp chọn là gần như tôi mua về tôi đọc hết. Bên cạnh đó là sách Đông Phương Học và sách về con người tôi mua đọc rất nhiều. Sách nói về đối nhân xử thế, sách nói về quản trị, sách nói về thuật xử thế của người xưa là đọc rất nhiều. Rồi những thủ đoạn chính trị là ngày xưa hồi bé tí đã đọc rồi. Như vậy là những cái trải nghiệm này nó mang cái ý nghĩa là mình tìm những cái nội dung sách nó mang có cái chất Đông Phương, nó có cái chất con người nhiều hơn. Có cái chất triết lý nhiều hơn. Có chất tâm lý và chất triết lý nhiều hơn. Đó. Rồi ở bên Úc có một cái cậu bé, đây là một tích chuyện có thật. Cậu bé này năm đó là lớp 4. Thì ông thầy chủ nhiệm mới nói là tụi con hãy về nhà viết cho thầy ước mơ. Các bạn lưu ý nhé, ước mơ thường liên quan đến đam mê, chứ ước mơ ít liên quan đến sở trường. Đam mê là cái người ta khát khao mà, thì nó mới viết tương lai, nó là ước mơ mà.
thì tụi con hãy về miêu tả ước mơ của mình. Thì cậu bé này cậu về, cậu này là cậu con của một người nài ngựa, tức là con của một người chăn ngựa khét tiếng ở bên nước Úc, chăn ngựa thuê, tức là bản chất là thằng chăn ngựa thôi. Và cậu này ở một mình, không hiểu sao bố mẹ ly dị như nào thì cậu này cậu ở với bố. Thì cậu về cậu làm, cậu lấy một tờ A3 ra, cậu vẽ một cái trang trại ngựa. Chỗ này là đồng cỏ, chỗ này là nơi nuôi ngựa, chỗ này là nơi huấn luyện ngựa, chỗ này là dãy nhà ở nữa, nó cậu vẽ hết ra bằng cái nét bút một cái đứa lớp 4 rất là nguệch ngoạc. Rồi cậu đến cậu nộp lên cho ông thầy. Bạn bè cậu thì đều ghi là ước mơ sau này con làm phi công này, này bác sĩ này, kỹ sư này gì đó. Thì bạn bè cậu hầu hết được đều 7, 8, 9 điểm, duy cậu được có 4 điểm thôi. Ông thầy ông cho 4 và ông ghi vào là về làm lại, yêu cầu về làm lại ước mơ viển vông. Thì cậu này cậu cầm về nhà cậu suy nghĩ. Thì cũng may là cái hôm đó ông bố thì suốt ngày đi nài ngựa, tức là đi lùa ngựa cho những chăn ngựa cho những cái trang trại lớn, đi đâu ở nhà một tuần chỉ ghé ngang 1-2 lần thôi. Hôm đó ông bố đi ngang nó lại thăm con, vào tâm sự với con một tí. Thì cái đứa con nó mới lấy ra, cậu bé mới lấy ra mới bảo bố ơi, con làm cái bài này mà thầy cho 4 điểm, thầy bảo về làm lại. Thế là ông bố cũng nhìn sơ một cái, xong ông bố mới hỏi, ông bố này rất hay nhé, mặc dù chỉ là một người chăn ngựa nhưng hay vô cùng. Mấy bà mẹ rất khó đặt những câu hỏi này. Ông bố mới hỏi cậu một câu là giấc mơ này, ước mơ này của con hay của thầy? Cậu này cậu suy nghĩ một hồi, cậu bảo giấc mơ này, ước mơ này của con, không phải của thầy. Sau ông bố lại hỏi tiếp câu thứ hai là cái con số 4 thầy ghi này này là của con hay của thầy? Cậu nghĩ một hồi nói của thầy. À, các bạn thấy ông bố tuyệt vời không? Ông bố rất tuyệt vời nhé. Câu trả lời này thường là của những người có tư duy sâu, logic tốt, chứ còn cảm xúc là khó trả lời được câu này lắm, khó hỏi dạng như vậy lắm. Phải mấy bà mẹ Việt Nam, sao mày không sửa? Làm nhanh 9 đến 10 chứ 4 điểm ăn cám mà sau này đi bán vé số à? Thế là cậu này cậu quyết định cậu không sửa bài. Ngày hôm sau cậu đem vào lớp cậu nộp, trả lại cái bài lên trên bàn. Và cậu nói với thầy là thưa thầy, con xin giữ lại ước mơ của con, và con trả lại con số 4 cho thầy. Thế tuyệt vời không? Tại sao cậu này cậu dám giữ ước mơ của mình? Vì cậu này có những trải nghiệm lớn được lặp lại, trở thành khát khao. Vì bố cậu là người nài ngựa nổi tiếng nước Úc, người chăn ngựa, nên chắc chắn những mùa hè là cậu được đi trên thảo nguyên cùng với bố, phi trên hàng trăm hàng nghìn con ngựa, lùa hàng đoàn ngựa đi chăn trên thảo nguyên. Và cái dấu ấn đó nó ghim vào trong óc của cậu từ nhỏ cho đến lớp 4. Bao nhiêu lần đi như thế rồi, hàng chục lần đi như thế rồi. Và cái quang cảnh thảo nguyên rộng bát ngát như vậy nó ghim vào não cậu. Cậu thấy cái này mới là đáng sống, chứ còn kỹ sư bác sĩ chưa chắc đã là ước mơ của cậu. Đó, thì cái này nó cũng thể hiện được là những cái trải nghiệm mà được lặp lại nó cũng sinh ra những khát khao chăn trở và nó biến thành đam mê về sau. Các bạn hãy lưu ý, đó. Thành công nhỏ được động viên, được động viên thì nó nhiệt tình và nó trách nhiệm nó làm. Nhiệt tình trách nhiệm nó làm thì nó sinh ra những cái thành công được tích lũy. Thành công được tích lũy lặp đi lặp lại nhiều lần, những cái công việc đó nó thành thành công lớn và thành đam mê. Đó, thì ở đây chúng ta để ý này. Cái người, một trong những cái người mà làm những cái thứ rất vô duyên, đó là ông Edison. Ông ta làm tên lửa, ông ta làm bóng đèn điện, ông ta chế đủ thứ. Từ bé tí ông ta đã chế lung tung rồi. Thì không có một thầy cô nào trong trường cảm thấy hài lòng hết. Nhưng riêng người mẹ thì lúc nào thấy con làm cũng động viên. Thấy con chế được cái gì hay mẹ cũng động viên. Như vậy cái thành công nho nhỏ của một cái đứa trẻ nó chế, dù cái đồ đó chạy được hay không chạy được không cần biết, nhưng mình động viên từ những thành công nhỏ của con, từ những hành vi nhỏ của con, mang tính lặp lại, về sau cũng sinh ra đam mê.
Thì cái này dễ hơn. Cha mẹ chỉ cần biết cách động viên và cho làm thôi. Còn cái này khó hơn một chút nha. Rồi. Rồi chúng ta để ý này. Có một cái công ty của một người thầy cũng tương đối lớn, đó là thầy Việt, thầy Phan Quốc Việt. Công ty tên là Tâm Việt. Thì có hai cái luồng dư luận về công ty Tâm Việt. Một cái luồng dư luận là thầy Việt không am hiểu về trẻ tự kỷ mà lại dám mở cái trung tâm dạy trẻ tự kỷ. Còn một cái luồng dư luận thì lại rất cảm ơn thầy Việt vì rất nhiều trường hợp con của họ đã được bớt tự kỷ và có những cái đứa nó trở thành một cái người trụ cột trong gia đình nhờ thầy huấn luyện. Thì khi tôi đến thăm trung tâm của thầy, ở đây mình không nói đến hai cái dư luận trái chiều nha. Đúng sai chuyện của dư luận tôi không quan tâm. Thị phi chuyện của thị phi. Mình miêu tả những cái gì mình chứng kiến. Thì khi tôi đến trung tâm của thầy chơi khoảng nửa ngày, thì tôi phát hiện ra một điều là các con được tập trung rèn luyện khoảng 1, 2 hoặc cùng lắm là 3 việc trong suốt năm. Cứ nhai đi nhai lại 1, 2, 3 việc đó suốt năm. Tức là nó được làm một việc gì đó trong suốt 8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ. Ví dụ nó tập để một cái chai nước lên trên đầu, rồi nó đi mà chai nước không đổ, vậy thôi. Nó tập trung toàn bộ. Một cái đứa trẻ tự kỷ mà nó tập trung được lên trên đầu nó là đã tốt rồi. Để nó khỏi quậy phá là ngon rồi. Sau khi nó để được chai nước lên trên đầu thì nó bắt đầu nó tập đứng trên ghế. Rồi nó tập đứng được trên ghế rồi thì nó tập đứng lên trên cái con lăn. Rồi một con lăn nó đứng được rồi, nó đứng lên hai con lăn. Cứ như thế, cái đứa nào mà đứng tốt đứng được chồng ba con lăn, chai nước trên đầu tung banh vẫn làm được bình thường. Thì một cái đứa trẻ tự kỷ mà làm được như vậy thì đi biểu diễn khắp nơi được. Và tự nhiên nó tạo ra một cái đồng thu nhập, một cái dòng thu nhập để nó nuôi chính nó, rồi nó nuôi luôn cả ba mẹ nó ở quê nữa. Chứ thông thường trẻ tự kỷ là gia đình phải nuôi cả đời. Nó chỉ cần biết sinh hoạt là mình đã mừng lắm rồi. Ít quậy phá và biết sinh hoạt là mình còn đâu là mình phải nuôi nó hết. Còn đây là có những cái đứa là thầy Việt thầy huấn luyện để cuối cùng nó thành một cái nghề và nó nuôi ngược lại gia đình nó. Thì tôi đánh giá cái này rất cao. Như vậy là nó cũng nằm ở cái là ở đây không phải là cha mẹ mà ở đây là thầy. Người thầy biết cách động viên và cho làm. Và trẻ nó toàn tâm toàn ý, nhiệt tình toàn tâm toàn ý và nó thực hiện cái việc đó đến cùng. Thì từ đó nó có những thành công nhỏ. Rồi từ từ nó tích lũy lại thành những cái thành công lớn hơn thì nó đam mê. Vậy thôi. Thì đây cũng là một cái công thức để chúng ta tìm ra đam mê. Cái đam mê này nó hơi nguy hiểm một cái là vì nó bị tác nhân bên ngoài tác động nhiều quá. Ví dụ ba mẹ mà cho làm lĩnh vực gì và khen lĩnh vực đó chưa chắc đã trùng với đam mê gốc của mình. Nhưng vì mình được kết quả nên mình thích nó. Ví dụ chúng ta để ý, chúng ta đi nhậu này, đúng không? Đầu tiên là nhậu một chai, này, thành công nhỏ. Trong quá trình nhậu một chai thì được bạn bè nó động viên, mày ngon rồi đó. Bữa trước được có một ly, kỳ này được hai ly, là động viên. Xong tuần sau đi nhậu lặp lại, từ một chai thành hai chai. Để rồi ba năm sau mình nhậu là hai két. Gì đó. Như vậy là cái đam mê này nó liên quan đến là mình làm cái gì và được động viên. Nên nó là xấu này. Có vấn đề gì đâu. Đam mê xấu. Xã hội là đam mê xấu là chính. Xã hội hầu như đam mê nó lọt vào cái chỗ này nha. Cái mục số 4 là hầu như xã hội nó đi đam mê cái con đường này. Con đường số 3 là ít người biết đi hơn. Và con đường số 2 thì gần như không có. Con đường số 2 là hàng hiếm lắm. Con đường số 3 là nó phải trải nghiệm rất lớn. Học vẹt như bây giờ làm gì có trải nghiệm. Nên cuối cùng là bây giờ nó dồn vào đây. Nó làm được một cái gì tốt tốt rồi được khen, được động viên, được thành công và nó trở thành đam mê.